Xin chào anh chị và tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt. Và ngày hôm nay thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một số mẫu TV 43 inch mà đang sẵn có ở bên cửa hàng Việt. Thì ngày hôm nay Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một chiếc TV 43 inch của hãng Sony và một số mẫu TV 43 inch của hãng LG. Thì những chiếc TV này đều có độ phân giải màn hình là 4K, chỉ với mức giá từ 3 triệu 6 thôi thì mọi người đã sở hữu cho mình một chiếc TV mà nó có kết nối mạng này, rồi có nhiều ứng dụng để chúng ta xem YouTube hoặc là một số kênh truyền hình ở trên những chiếc TV đấy. Thì chiếc TV đầu tiên Việt sẽ giới thiệu cho mọi người ở trong video ngày hôm nay là chiếc 43 inch của hãng Sony, model của nó là 43X8000E. Thì chiếc này thì nó có một cái thiết kế khá là đẹp. Và giờ thì Việt sẽ giới thiệu một chút về ngoại hình cũng như thiết kế và một số ứng dụng trên chiếc TV này để cho một số anh chị nào mà quan tâm thì có thể là tìm hiểu qua cái video của Việt. Thì chiếc TV này nó sẽ có một cái thiết kế khá là đẹp và Việt cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Thì chiếc này nó sẽ có một cái thiết kế là khung viền bằng kim loại mà màu đen và cái thiết kế rất là mỏng. Thì cái thiết kế của chiếc TV này thì nó sẽ được thiết kế một nửa trên là mỏng và nửa dưới thì nó sẽ thiết kế cái nắp lưng và chỗ để nó để những cái bo vỉ. Thì mọi người có thể thấy rõ ở sau toàn bộ cái mặt lưng sau của chiếc TV này. Đấy, cái phần trên này là nó làm cực kỳ mỏng và dưới này là cái nắp lưng. Và bên cạnh đây thì nó sẽ có thiết kế là một số cổng HDMI để chúng ta có thể truyền tải hình ảnh qua những cái thiết bị đầu thu. Rồi giờ thì Việt sẽ giới thiệu một chút về một số ứng dụng cũng như là tình trạng tính năng trên chiếc TV này. Thì chiếc này nó có hệ điều hành Android 9 và nó có tìm kiếm giọng nói kết nối Bluetooth trên chiếc TV này rồi. Thì ở đây thì cái giao diện của chiếc TV này và trên chiếc TV này nó có rất nhiều ứng dụng như là YouTube, MyTV. Ngoài ra thì nó còn có cái Google Play là cái cửa hàng để chúng ta có thể tải thêm ứng dụng nữa. Thì ở đây Việt có tải thêm một số ứng dụng như là VTV giải trí là một cái ứng dụng để chúng ta có thể là xem những cái chương trình ở trên những cái kênh VTV. Ở đây có YouTube Kids dành cho các bạn nhỏ xem những cái video mà rất phù hợp với lứa tuổi. Còn ở đây là V1 cũng là một ứng dụng khá là hay. Bên cạnh đây thì nó còn có một số trò chơi game để chúng ta có thể là giải trí nữa. Thì giờ thì Việt sẽ mở một cái video 4K để cùng mọi người trải nghiệm cái chất lượng hình ảnh cũng như là âm thanh trên chiếc TV này trước. Rồi lát nữa Việt sẽ giới thiệu một số ứng dụng sau. Video 4K. Đây là cái kết quả tìm kiếm trên chiếc TV này. Thì nó rất là nhanh, rất là chính xác. Ở đây Việt sẽ mở một cái video. Ở đây thì chiếc này thì nó sẽ có độ phân giải màn hình là 4K, tần số quét lên tới 60Hz, cho nên là cái hình ảnh cũng như là giải màu cũng rất là đẹp. Thì Việt sẽ vào một cái video để cùng mọi người trải nghiệm cái chất lượng hình ảnh. Rồi Việt sẽ tới một chút để qua cái video đầu đi. Đây là cái chất lượng hình ảnh trên chiếc TV này, nó rất là đẹp. Đây, mọi người có thể thấy là những cái giải màu trên chiếc TV này nó rất là đẹp và màu sắc rất là chân thực. Đấy, đây là khung viền của chiếc TV này, nó được làm rất là vuông, rất là sắc nét. Đấy, rồi. Thì trên chiếc TV này thì không có chân đế, nên như mà anh chị nào mà cần một chiếc TV về để chúng ta treo tường thì có thể là ủng hộ Việt bằng chiếc này nhá. Giờ thì Việt sẽ giới thiệu một chút qua một số ứng dụng khá là hay trên chiếc TV này, như cái ứng dụng VTV giải trí. VTV giải trí rất là hay vì ở trong này nó có rất nhiều bộ phim của VTV. Đây thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người. Ở đây là độc quyền phát, thì ở trên này nó sẽ có những cái bộ phim như ở đây là Gia đình mình, và đây là Cuộc sống vẫn đẹp sao, Đừng nói khi yêu, rất là nhiều bộ phim mà cái ứng dụng này nó sẽ giới thiệu lên đây. Ngoài ra còn rất là nhiều dưới đây. Thì nếu như mà anh chị nào mà thường xuyên xem những cái bộ phim truyền hình trên VTV thì có thể là tải thêm một số ứng dụng như thế này, hoặc là những cái trò chơi để chúng ta có thể là giải trí hàng ngày qua đây cũng được, rất là nhiều. Thì chiếc này thì hiện tại là không có cái chân đế, cho nên là nếu như anh chị nào mà muốn treo tường thì có thể ủng hộ Việt bằng chiếc này. Việt sẽ tặng kèm giá treo cho anh chị. Chiếc này thì đang có mức giá là
Bun Tiểu Xã Tam. Thì nếu như anh chị nào mà yêu thích chiếc này thì có thể liên hệ với Việt qua số điện thoại và Zalo Việt có để trên màn hình nhé. Giờ thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một số mẫu TV tiếp theo của hãng LG. Giờ thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một số mẫu TV của hãng LG. Thì ở trên những chiếc TV này đều có độ phân giải màn hình là 4K và đều có kết nối mạng rồi. Thì chiếc TV đầu tiên Việt sẽ giới thiệu cho mọi người là chiếc TV 43 UG632. Thì ở trên những chiếc TV này Việt sẽ giới thiệu nhiều hơn về ngoại hình để cho anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc TV phù hợp và đẹp mắt nhất nhé. Thì chiếc này nó sẽ có độ phân giải màn hình là 4K và trên đây là cái ứng dụng của chiếc TV này tích hợp sẵn là Netflix, FPT Play, My TV và một số ứng dụng để chúng ta có thể là giải trí video cũng như là kênh truyền hình trên chiếc TV này. Rồi, Việt sẽ giới thiệu một chút về ngoại hình cũng như tình trạng của chiếc TV này để mọi người có thể là tham khảo và lựa chọn. Thì chiếc này thì đã được Việt thay màn hình mới rồi và chế độ bảo hành ở bên Việt là 6 tháng. Và nói về thiết kế chiếc này thì chiếc này nó có một cái thiết kế khung viền, nắp lưng và chân đê thì hoàn toàn bằng nhựa. Ở chỗ góc này thì nó hơi nhô lên một chút, đây là cái điểm nhấn trên chiếc TV này. Và ở đây là cái mặt lưng sau của chiếc này, thì trên những dòng TV của LG thì hầu hết nó được thiết kế nắp lưng sau là bằng nhựa và ở chỗ này là cái lưỡi tản nhiệt. Và ở bên cạnh đây thì nó sẽ có một số cổng để chúng ta có thể là kết nối hình ảnh và âm thanh như là HDMI và cổng quang. Đấy. Rồi, thì chiếc này thì chưa có tìm kiếm giọng nói cho nên là mức giá của nó cũng khá là rẻ, chỉ với 3 triệu 600 thôi. Thì mọi người đã sở hữu một chiếc TV 43 inch có độ phân giải màn hình là 4K, nhưng có kết nối mạng để xem YouTube và xem kênh truyền hình miễn phí ở trên này rồi. Việt sẽ mở một cái video để cho mọi người có thể tham khảo hình ảnh cũng như là âm thanh của chiếc TV này. Đây, Việt sẽ mở sẵn một cái video này. Nhập mã 350 Đấy, thì Việt có gửi hàng đi toàn quốc, nếu như mà anh chị nào ở xa muốn mua những chiếc TV ở bên Việt thì có thể liên hệ với Việt nhé. Đây rồi, bây giờ Việt sẽ chuyển qua cái video đấy để cho mọi người có thể là cùng Việt trải nghiệm cái hình ảnh và âm thanh của chiếc TV này. Đấy. Đây. Chiếc này thì có đủ phân giải màn hình là 4K rồi cho nên là cái chất lượng hình ảnh cũng như là giải màu trên chiếc TV này cũng khá là đẹp. Còn về chất lượng âm thanh thì Việt cũng chỉ đánh giá là thang điểm 8 trên 10. Nó cũng vừa đủ nghe. Nếu như anh chị nào muốn mua chiếc TV mà vừa vừa tiền chút để chúng ta để phòng ngủ, phòng ăn thì chiếc này cũng khá là hợp lý. Ở đây là cái logo của LG này được đặt chính giữa. Đấy, đây là cái logo của LG. Đấy. Thì ngoài ra nó còn có TV 360 để chúng ta có thể xem những cái kênh truyền hình ở trên chiếc TV này nữa, cũng khá là hay. Thì hiện tại Việt chưa cập nhật. Thì Việt cũng giới thiệu một chút sơ qua về một số ứng dụng cũng như là cái tính năng, cái tình trạng của chiếc TV này để mọi người có thể lựa chọn. Giờ thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái chiếc TV khác cũng của hãng LG và nó được thay đổi về cái thiết kế ngoại hình, thì để anh chị có thể lựa chọn nhiều hơn về cái mẫu mã nhé. Thì mời mọi người cùng Việt trải nghiệm chiếc TV tiếp theo. Chiếc này thì nó sẽ có mức giá là 3 triệu 600 thôi. Thì nếu như mà anh chị nào mà yêu thích chiếc này thì có thể liên hệ với Việt luôn nhé. Giờ thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một chiếc TV có model là 43UK6540 của hãng LG. Trên chiếc TV này thì nó được cải tiến rất là nhiều về tính năng cũng như là về ngoại hình. Nếu như mà anh chị nào mà cần một chiếc TV về để chúng ta trưng bày phòng khách thì nên lựa chọn chiếc này. Chiếc này thì mang một cái thiết kế khá là sang trọng, khung viền được thiết kế bằng kim loại mà màu ghi và chân đê thì được thiết kế hình bán nguyệt. Nếu như mà anh chị nào mà có một cái bàn bàn bằng mặt kính ấy thì để chiếc này rất là đẹp luôn. Còn về ứng dụng thì trên những cái chiếc TV LG thì nó đều gần như là như nhau, và trên chiếc TV này nó sẽ có tìm kiếm giọng nói này, chia sẻ màn hình điện thoại lên TV và nó có kết nối Bluetooth nữa, thì rất là tiện lợi. Nếu như mà anh chị nào mà thích hát karaoke nữa thì sử dụng chiếc này thì rất là hợp lý, bởi vì mình còn tìm kiếm giọng nói rất là nhanh. Thì Việt sẽ giới thiệu chi tiết hơn về ngoại hình để cho anh chị có thể là có một cái sự lựa chọn về cái không gian của nhà mình nhé. Chiếc này thì nó được thiết kế khung viền nắp lưng là hoàn toàn bằng kim loại. Đây, mọi người có thể là thấy ở đây thì Việt bóc ra một chút, còn nó còn rất là mới, còn ni lông bảo vệ. Nếu như anh chị nào mà mua chiếc này về bóc ra thì còn rất là mới.
Mặt lưng sau thì cũng được hoàn toàn thiết kế bằng kim loại, và vì được thiết kế bằng kim loại mà sơn lên cho nên là về lâu về dài nó rất là mới, nó không không bị cũ theo thời gian. Và cái chỗ này thì nó cũng thiết kế như bao chiếc TV khác thôi, cũng là một số cổng HDMI để chúng ta có thể là kết nối hình ảnh đấy. Thì trên chiếc này nó có điều khiển giọng nói, cho nên là Việt thì sẽ thử một chút về cái điều khiển giọng nói nhé. Video 4K đấy, đây là cái kết quả tìm kiếm. Thì nếu như mà anh chị nào mà yêu thích hay là thường xuyên hát karaoke thì nên lựa chọn chiếc TV này, rất là hợp lý bởi vì cái sự tiện lợi cũng như là nhiều tính năng hay để chúng ta có thể là trải nghiệm. Đây còn có chuột này, chuột bay, ở đây còn có chuột bay nữa. Cái hình ảnh của chiếc TV này thì nó cũng được cải thiện, nó sáng hơn, nó đẹp hơn. Rồi đây, chất lượng hình ảnh của nó, và Việt sẽ to tiếng lên một chút để mọi người có thể là trải nghiệm đồng thời cái hình ảnh cũng như là âm thanh của chiếc TV này. Đây khung viền của chiếc TV này, nó bằng kim loại hơi nhô lên một chút, nhìn rất là đẹp, rất là sáng mắt. Chân đệ này, thì ngoài ra thì nó còn có cái ứng dụng để chúng ta có thể là xem phim, thì TV360 Việt cũng đã giới thiệu khá là nhiều rồi. Thì cái này thì cho phép chúng ta xem những kênh truyền hình trên chiếc TV này, nó được miễn phí. Thì mọi người chỉ cần đăng nhập số điện thoại vào là chúng ta có thể là xem được rồi. Đây, ở đây thì trên này là một số cái giao diện như VTV. Ở đây Việt sẽ vào VTV1 cho mọi người xem nhé. Đây thì có rất là nhiều kênh VTV1 này. Đấy. Thì chiếc này thì hiện tại bên cửa hàng Việt đang có mức giá là 4.300.000 kèm điều khiển giọng nói. Thì nếu như mà anh chị nào mà yêu thích chiếc TV này và muốn tìm một chiếc TV về để chúng ta trưng bày phòng khách thì có thể là ủng hộ Việt bằng chiếc TV này nhé. Thì chiếc này rất là đẹp, và giờ thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc TV tiếp theo cũng của hãng LG, và cái thiết kế nó cũng gần giống như thế này nhưng mà nó được thiết kế bằng khung viền nhựa. Mời mọi người cùng Việt trải nghiệm nhé. Tiếp theo thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một chiếc TV có model là 43UK6340. Thì chiếc này về cái ngoại hình thì nó gần giống như chiếc TV lúc nãy Việt giới thiệu đến với tất cả mọi người, nhưng nó chỉ khác một chút là nó được thiết kế khung viền, lắp lưng sau là bằng nhựa. Cho nên là nếu anh chị nào mà yêu thích một chiếc TV mà có thiết kế bằng nhựa thì có thể lựa chọn về chiếc TV này. Còn về tính năng thì chiếc này nó cũng có tìm kiếm giọng nói này, chia sẻ màn hình điện thoại và kết nối Bluetooth, đầy đủ những cái tính năng để chúng ta có thể là giải trí trên chiếc TV này. Và chiếc này thì nó có giá rẻ hơn một chút so với chiếc lúc nãy, là chiếc này chỉ có mức giá là 4.200.000 thôi kèm điều khiển giọng nói. Nếu như mà anh chị nào mà yêu thích chiếc TV này thì có thể là liên hệ với Việt qua số điện thoại và Zalo Việt có để trên màn hình nhé. Thì đây, chiếc này thì Việt sẽ quay chi tiết một chút về thiết kế ngoại hình để mọi người có thể lựa chọn. Thì chiếc này thì nó sẽ có thiết kế là bằng nhựa, chiếc này còn khá là mới. Và đây là mặt lưng sau của chiếc này, thì chiếc này nó sẽ thiết kế bằng nhựa cho nên nó sẽ có một cái giải tản nhiệt ở trên này. Còn về cái cổng HDMI thì nó thiết kế hoàn toàn tương tự như chiếc lúc nãy Việt giới thiệu cho mọi người. Đây là toàn bộ cái mặt trước của chiếc TV này, nó cũng có thiết kế chân bản nguyệt. Đây là cái điểm nhấn khá là đẹp ở trên chiếc TV này. Còn chiếc này thì nó sẽ có điều khiển giọng nói, Việt sẽ thử nhé. Mở YouTube. Đây là cái kết quả tìm kiếm trên chiếc TV này, rất là tiện. Video 4K. Nó có đầy đủ những tính năng ở trên chiếc TV này để mọi người có thể là giải trí cũng như là xem những kênh truyền hình trên chiếc TV này. Đây. Và cái hình ảnh của chiếc này nó cũng không thua kém, không khác gì chiếc TV lúc nãy đâu. Nó chỉ khác mỗi là cái khung viền và nắp lưng sau là bằng nhựa thôi. Đấy. Thì nếu như mà anh chị nào mà yêu thích chiếc này thì có thể liên hệ với Việt để được Việt tư vấn và gửi hàng nhé. Thì ngày hôm nay Việt đã giới thiệu cho mọi người về một số mẫu TV 43 inch của Sony và LG có mức giá từ 3.6, 4.2, 4.3 và 4.6. Nếu như mà anh chị nào mà yêu thích những chiếc TV nào trong ngày hôm nay thì hãy liên hệ với Việt để được Việt tư vấn và gửi hàng nhé.